Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Các bạn ơi, chuẩn bị đến Tết rồi thì nếu các bạn có nhu cầu mua nick thì các bạn đừng quên rằng shop mersun.vn đang có chương trình giảm giá 20% tại mục liên quân VIP tự chọn và sẽ có siêu khuyến mại giảm đến 40% vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 3 Tết âm lịch các bạn nhé. Và đặc biệt hơn một chút nữa thì các bạn sẽ được giảm giá rất là mạnh khi các bạn vào thứ mục ắc thông tin liên quân ắc liên quân thông tin trắng này. Các bạn sẽ được thấy những cái giảm giá trực tiếp như là những cái nick 8 triệu 8 thì sẽ giảm trực tiếp còn 7 triệu 7 triệu tiền thẻ này. Nhưng song song đó các bạn mua ATM thì các bạn chỉ còn có 6 triệu 3 thôi. Thì mỗi nick thì tương đương giảm đến 2 triệu rưỡi một cái nick nếu mà ngày bình thường các bạn mua. Cho nên các bạn nào muốn mua những cái nick VIP hoặc là mình sẽ vào cái nick 6 triệu 3 này thì sẽ có những gì nhá. 88 tướng 166 skin này và ngọc 90 nhá. Mình sẽ vào xem nó như thế nào. Đây, đây là những cái nick mà nó cực kỳ ổn định đấy. 88 tướng 166 skin. Giá của 6 triệu 3 giảm giá các bạn nhá. Là sẽ có bằng ngọc của nó như thế nào nhá. Đấy, mình sẽ check qua một chút để các bạn biết được rằng là gần Tết ở shop mersun.vn có những cái ưu đãi giảm giá dành tặng cho tất cả các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bằng ngọc 90. Đấy, rất nhiều. Cho nên là khả năng là hơn 6 bằng ngọc 90 do mình lướt vội đi thôi. Rồi, và các bạn đừng quên đang hãy giúp cho mình một nút, quên giúp cho mình một nick ở shop mersun.vn nhé. Và các bạn đừng quên đang những cái quay năng đóm này cũng khá là tốt. Rồi, mời các bạn hãy theo dõi những clip cực kỳ đặc biệt của mình. Với là Nagrod Real Leviathan là sẽ mạnh như thế nào ạ? Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Tiếp nối với clip Nagrod Full Đám và Nagrod ở mua 13 này thì tiếp theo Lao sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một biểu đồ. Khi tất cả các bạn gặp Murad hay bất kể một cái vị tướng sát thủ hoặc team nhiều sát thủ hoặc team nhiều xạ thủ hoặc team nó thậm chí là mình không cần biết như nào. Nhưng đối mình đây là một biểu đồ Nagrod chỉ cần các bạn có kỹ năng một chút. Thì đây là một biểu đồ bất tử. Trận đấu ngày hôm nay thì trước tiên các bạn có thể nhìn thấy team địch nó rất là mạnh. Và Lao chưa nói đến kết nhá. Nhưng mà Lao sẽ nói là Lao sẽ chơi một cái trận đấu này sẽ không mất liêm cho các bạn xem nó bá đạo như thế nào. Rồi cái pha này mình sẽ lao lên giết cái con gì nhỉ. Rồi chết rồi, một mạng. Hay quá tuyệt vời. Đấy, đầu tiên thì nói chung chắc chắn khi về một biểu đồ bất tử này thôi, chắc chắn chúng ta sẽ liên tưởng đến đó là biểu đồ Real Leviathan. Thì Real Leviathan ở phiên bản này nó còn mạnh hay không khi mà kiếm đáo truy hồn nó bị giảm sức mạnh. Các bạn chơi đi rừng, các bạn lên đáo truy hồn, các bạn cầm Cardinac hay Murad, các bạn chém nó sẽ yếu hơn rất nhiều, thậm chí là Nakaroth. Nhưng Nakaroth nó sẽ không phụ thuộc nhiều vào trang bị đấy, cho nên nó vẫn còn mạnh. Còn hôm nay Lao sẽ hướng dẫn các bạn một biểu đồ đó là Real Leviathan các bạn nhé. Nó sẽ bá đạo như thế nào thì... Đấy, ngày hôm nay thì... Anh này thì... Chào anh nha. Rồi, chơi luôn, Lao lên, chưa bá này, rồi, hất tung. Rồi, hay quá, ăn được hai mạng rồi. Vậy thì hiện tại ở phút thứ 3 thì Lao là có hai mạng. Và đầu tiên thì bằng ngọc Lao mà nói một chút rồi chính sẽ là có 16% hút máu nhá. Bằng ngọc ngày hôm nay tại vì sao lại có hút máu ạ? Bởi vì khi chúng ta không lên kiểm truy hồn ấy, thì chúng ta sẽ không có hút máu. Cho nên Lao sẽ sẵn bằng ngọc 16% hút máu nhá. Và 16% tốc độ đánh. Và tiếp theo là tốc 9 công vật lý và xuyên giáp. Đây, cái phá này mình sẽ nhảy vào con Omen và chiêu 3 chắc chắn sẽ kết liễu được đối phương. Đây, đây là combo 5 chiêu các bạn nhá. Đây là cách combo 5 chiêu đấy. Đấy, nó khá đơn giản. Các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2, chiêu 1, chiêu 1, chiêu 3. Đấy, thì nó sẽ hồi chiếu. Rồi, hiện tại thì Lao là có 3 không rồi. Còn build của nó như thế nào thì mình cũng xin giới thiệu một chút luôn. Đó chính là Real Leviathan này. Chúng ta sẽ lấy cái dây kiếm cương nhá. Chúng ta sẽ không cần lên một build kháng phép nào nữa. Bởi vì chúng ta sẽ lấy một cái dây này thôi. Bởi vì các bạn đều biết khi lên build này chắc chắn chúng ta sẽ không bị pháp sư bên team địch bất kỳ vị tướng nào đi chắc nữa. Không bao giờ zone chúng ta chết một combo. Và cách thứ hai là khi con Nam nhảy vào bất kỳ một vị tướng pháp sư nào, chắc chắn vị tướng pháp sư để sẽ nằm xuống thay vì nó sẽ không phản kháng và trả lại cái sát thương của mình. Cho nên lý do tại vì sao mình khuyên các bạn không nên lấy kháng phép là như vậy. Tiếp theo Lao sẽ lấy cái tiếp theo là thương xuyên phá và cũng sẽ là phức hợp kiếm. Và sẽ tiếp theo là Rio Hét Khuyến Thình Nổ. Và tiếp theo đó chính là cái khiến thất truyền nhé. Tại vì sao như bạn nói là ơi anh lên đâu thì nay thì đam đâu ra. Rồi, cái này thì mình sẽ không nói là đam ở đâu ra, mà mình sẽ nói là đám ở trong clip này nó sẽ ra như thế nào thì các bạn hãy xem. Rồi bây giờ Lao đang có phá một chút nhá. Bây giờ thì thằng Murad ở đó nè. Trước tiên đây cái phá này nhảy bóng Murad luôn. Ui thằng Murad rồi, không về bóng rồi, nhảy hai thằng vào đây luôn, giết hai thằng luôn. Quá đẹp, hai cái liềm ạ. Ui rồi hai liềm rồi, cái phá này tệ thôi. Rồi chơi một chút nhá, mình bình tĩnh. Đây thằng mít này các bạn, thằng mít này đây. Rồi chào anh, chạy đi đâu ạ? Ui dọc cửa ăn hàng các bạn ạ. Rồi Violet tiếp theo, rồi bị choáng rồi, chơi luôn.
Bật Liêm, thằng Violet con Liêm nhá. Violet con Liêm này chứa một này. Rồi, ok, chào anh luôn. Có tiếp theo cho anh. Oh my gosh. Trời ơi, bốn mảng, hồ tử 5 mảng các bạn ạ. Nó ác như vậy á. Nhưng cái này là gió nhân phẩm ấy nhá, chứ không phải gió đô mới nhá. Như bạn nói anh Liêm Thiêu lấy Viathan thì đam ra mà cái S. Cái pha nó thì không cái S được đâu. Bởi vì là thằng Joker nó nhanh tay hơn. Rồi. Thực sự là đây là build đô mà Lao đã kiểm chứng ở trên cái live stream của Lao rồi. Là khi gặp tất cả vị tướng sát thủ như ngủ khống này, mũ rát này, Cadillac này, rồi là Enzo hay là Ozen hay tất cả cái vị tướng đi rừng còn lại kể cả triệu vẫn các bạn hãy lên cho mình build đô này. Thì các bạn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và cái... quần này không nhạy rồi. Ui rồi sao. Đấy các bạn nhé. Ui chạy, mất Liêm không? Rồi ok chạy rồi, đấy. Hiện tại thì mới nôm na một cái deal thôi các bạn. Mình phải có Liêm. Và cái phá là bị bá vị tướng dồn sát thương. Nếu lấy cái kiểm tri hôn thì Lao chắc chắn chết 100% pha đấy rồi. Đấy. Và tiếp theo là các bạn nhé. Khi các bạn đối đầu với sát thủ nhé, các bạn lấy cho mình bureau này này. Tí nữa Lao đang gắn ở trên thùm ấy. Đấy các bạn có thể thấy. Nó cực kỳ mạnh luôn. Đấy. Tí nữa Lao sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cân 3, cân 4 bay vào như thế nào. Trước tiên chúng ta một cân 3, cân 4 mà không chết thì chúng ta phải phân tích sát thương của nó. Chắc chắn bây giờ nhá. Đây cái pha này được hay không? Ui hai thằng đẹp thế. Trước tiên mình sẽ phân tích là cái lượng đám của team nó sẽ đến rất mạnh nếu mà mình bị thằng Omen nhốt và bị bốn thằng còn lại hấp diếp, chắc chắn sẽ chết. Các bạn đều biết được rằng bất tử thì mình nói như vậy thôi, nó chỉ nằm ở kỹ năng thôi. Còn bất kể một vị tướng nào ở trên cái thế giới này chỉ bị 5 người dồn chắc chắn sẽ chết. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ né chiêu 3 của con Omen ra thì hầu như mình sẽ bẫy được tất cả mọi thứ. Đây cái pha này. Hoặc chúng ta sẽ bay vào con Omen và sử dụng chiêu 3 outplay nó thì chúng ta có thể là né được, có thể là không sẽ bị sẽ không chết. Đấy. Còn lại nếu không bị con Omen trói nhá thì mình khẳng định luôn trận đấu này mình bay vào 3 thằng, hai thằng mình sẽ không chết. Bởi vì chắc chắn là hai con mid bên kia sẽ không có sát thương zone. Chỉ có sát thương mạnh nhất đó đến từ là Murat và Violet, nhưng đó là hai vị tướng mình không đáng kể với build này. Thì không đáng kể như nào thì cái phá này vẫn chưa được tí nữa các bạn. Hiện tại bây giờ mới là phút thứ 6 của game các bạn nhé. Nó vẫn chưa là gì đâu. Đấy. Cho nên bởi lại thứ hai là các bạn ơi, gần Tết rồi. Ở shop bạn nào mà có nhu cầu mua nick ấy, các bạn đừng quên vào shop Mơ Sướng.vn các bạn nhé. Đó là một trang muốn bản nick của Mơ Sướng duy nhất. Chỉ một cái địa chỉ đấy. Các bạn đừng quên răng hãy vào shop Mơ Sướng.vn nhé. Và có bạn bè nào một muốn nick thì đừng quên giới thiệu giúp Lao nhé. Cho Lao kiếm một cái bánh bánh trứng dẫn thịt các bạn ạ. Đấy. Rồi thì trong quá trình mình đang đi farm, mình tiện thể giới thiệu cái shop nick một chút là nó sẽ được giảm giá 40% các bạn nhé. Đây Violet chào bạn đó. Rồi chưa 3, nằm xuống. Đấy. Nó khá là mạnh các bạn nhé. Thực sự là tí nữa. Hiện tại mới phút thứ 7 thì nó mình vẫn chưa làm gì nhiều. Rồi video tiếp theo là sẽ lên cái hack khuyến thình nổ nhé. Hiện tại thì Lao đã lên được cái lưu Leviathan này, dây kiếm cương này, thương xuyến phá này và phúc hợp kiếm. Còn build đô thứ tư thì Lao sẽ lên cái lưu lên cái hack khuyến thình nổ nhá. Đấy là một bốn build đô này. Nó cực kỳ rất mạnh, trấu cực kỳ luôn. Thậm chí là mình băng trụ thì nó cũng cực kỳ là easy luôn đấy các bạn nhá. Nó cũng thuộc dạng là cực kỳ easy luôn nhá. Đấy. Nó khá là đơn giản ạ. Về build đô này thì nó có sức chống chịu mất. Các bạn đừng quên rằng khi con Nagaroth bay vào thì cái lưu Leviathan nó cũng sẽ gây sát thương các bạn nhá. Trên mồi giấy thì nó cũng sẽ có sát thương rất là mạnh đấy. Và cái game này thì đồng đội của mình đánh cũng khá là tốt, cho nên là cũng nhờ một phần nào đấy từ đồng đội của mình. Nhưng mình sẽ làm cho tất cả các bạn biết cái build này của Lao nó sẽ là một cái gì đấy, không phải là gió team mà gió chính build này nó cực mạnh. Đấy, Lao cũng chả cần phải là đi về các bạn nhá. Nhờ vào cái bảng ngọc 16% hút máu của Lao thì Lao phá một chút nó sẽ hôi máu luôn. Các bạn có thể thấy là build này thì đâu nó sẽ có những cái hạn chế mà mình nói luôn, nó chắc chắn sẽ không có thời gian hồi chiếu ở đâu game nhá. Thì các bạn lướt chiếu một nó sẽ rất là chậm. Đấy cái pha này được không? Rồi thằng mid của nó sẽ chết. Lao lên. Ui rồi anh Joker anh chơi thì nay thì giết người ạ. Đấy. Cái hạn chế thứ hai của nó là nó sẽ không có kiểu giống như là hút máu, giống như cái kiểm tri hôn ấy. Cho nên nó sẽ không các bạn chơi cái Leviathan này nó sẽ không hợp. Nhưng cái phiên bản này chưa có phiên bản nào mà nó chơi cái Leviathan hợp như cái phiên bản ngày hôm nay các bạn. Đấy. Cái pha này nhảy vào. Ôi không được rồi. Chưa có một cái phiên bản nào mà con ná nó lên Rio Leviathan nó hợp như thế này, bởi vì nó sẽ có rất cái lý do, đó chính là cái kiếm tri hôn bị giảm sức mạnh rất thầm tệ ấy. Nên chúng ta có lý do cơ hội thì chúng ta qua đây cái phán các bạn nhé. Cân bá này, bá thăng này. Rồi chưa bá, các bạn thấy chưa, lường đám nó rất là mạnh nhá. Đấy. Ngon. Chơi luôn. Đây
À thằng bú này, ui các bạn thấy nhất, thằng bú rát kẻm lao không mất màu các bạn ạ. Các bạn thấy nó thấy như thế nào ạ? Đấy, các bạn thấy như nào ạ? Bú rát nhá, nó chèm chứa ba mình không mất máu. Thì các bạn phải hiểu video này cực kỳ mạnh chưa? Mình sẽ cố gắng cân 2 hoặc cân 3 ở trong trù cho các bạn cảm thấy thuyết phục về video này nhá. Như bạn nói là anh lên đâu thì nay thì đám đâu ra rồi. Đám là cực clip này các bạn sẽ được thấy cái lượng đám của nó. Từ từ Lao sẽ cho các bạn thấy lượng đám như nào. Nhưng tí là Lao sẽ cân 2 hoặc cân 3 ở trong trù hoặc là băng trù mà giết được nó. Như Lao ná lên full đám thì nó mới thuyết phục các bạn ạ. Như bạn nói là lên điêu lê bia thán của đám các bạn nhầm rồi. Con ná là một cái chất tường đánh gân. Khi các bạn lên điêu lê bia thán thì mồi giấy nó sẽ đốt một cái lượng sát thương phép rất là mạnh các bạn nhé. Nó cũng rất là mạnh đấy, cũng không phải là yếu đâu. Nhưng mà nó chỉ bị hạn chế ở giai đoạn đấu game là không có thời gian chơi. Đây đây đây, phá này cân 4 này, 4 này, 4, 4 thăng các bạn này, 5 thăng luôn này. Các bạn nhá, để lao xem mình 5 thăng như thế nào. Cái phá này lao lên 5 thăng chơi luôn cái phá này. Lao lên. Đâu cả đây. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Các bạn đấy 2 cân 4 ạ. Chán thật. Thế cấn thêm một cái con thủ của con mít nữa là 2 cân 5 cái pha đấy. Các bạn thấy chưa? Mà cái liêm của Lao bằng con nhá. Lao con liêm nhá các bạn nhá. Chứ không phải là chứa nó để nó chết đó nè. Nhưng vẫn con liêm đấy. Đấy. Trừ cái trường hợp Lao bị con Omen Six này. Đây cái pha này cân 2 luôn. Ui rồi các bạn lường đám. Ui rồi đám kìa. Các bạn thấy đám chưa? Các bạn đã thấy đám chưa? Đấy, như bạn là chắc là có nhiều người kiểu là phản biện theo một cái gọi là cái cùn ấy. Ê, cái game này giao đông đổi do hai thằng kia đánh ngu hoặc là do team kia đánh kém hoặc là do ABCG được rồi. Cái này thì mình sẽ không kiểu là phủ biện một cái gì là, nhưng mà anh Omen phá này chắc chắn sẽ nằm xuống cái phá này ạ. Anh Murat kèm em chắc chắn sẽ không mất máu và anh chảy như vậy đương nào cũng sẽ chết. Quá easy các bạn thấy chưa? Nó quá ác. Đấy là một cái bộ build nó quá ác. Và nếu các bạn thấy clip này mà các bạn cảm thấy mà chưa thuyết phục thì các bạn không cần phải comment giúp Lao đâu. Nhưng nếu các bạn cảm thấy thuyết phục thì làm ơn các bạn hãy giúp cho Lao một nút comment tương tác để có thể Lao có thể là trở lại và làm clip hướng dẫn giúp tất cả các bạn nhá. Và mình hy vọng bởi vì kênh của mình bỏ, mình biết là nó sẽ tương tác rất là kém rồi. Nhưng ngày hôm nay mình mong bạn nào mà lử xem được clip của mình ấy thì các bạn đừng quên là hãy giúp tôi Lao một nút tương tác nhá. Đấy, đấy là những cái gì mà Lao cho các bạn thấy. Một video trâu, sát thương có và đủ cơ động bây giờ game có. Cho nên đây một video hoàn hảo nhá. Còn một video nó trâu hơn nhưng mà lửa sát thương nó yếu. Cho nên là Lao cũng chưa ra đó. Nhưng mà cũng sẽ phù hợp với rất nhiều trận đấu ấy. Chẳng hạn gặp dễ fit, gặp những cái chất tướng tánh cơ ấy. Thì chúng ta sẽ có sử dụng cái build tốt. Nhưng không sao, Lao sẽ thử một cái trận cân 5 coi như thế nào nhá. Chắc chắn cân 5 sẽ chết. Bị thằng Omen Six đấy cái phá này này. Lao sẽ nhảy vào 5 thằng vào đây này. Rồi, đấy chết rồi. Cái phá này chắc chắn chết. Chắc chắn chết nhá. Đấy. Bởi vì Lao bị con Omen trói. Bị Omen trói thì sẽ bị giảm sát thương. Bị giảm sát thương thì cho nên là bị hút đám. Mà bị hút đám thì chắc chắn đang tím của mình nó chỉ chơi với... Đấy các bạn. Các bạn thấy chưa? 3 cân 5. Bởi vì mình hút hết sát thương rồi. Và các bạn ơi, theo Lao nghỉ thì clip đến đấy là kết thúc rồi. Và Lao xin chúc tất cả các bạn có một ngày 29 Tết thật tuyệt vời nhá. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Mai yêu.